Xin chào các bạn, rất nhiều CEO, lãnh đạo và quản lý mỗi lần truyền một cái thông điệp gì đó trước đám đông trước nhân viên cảm thấy rất sợ hãi, lo âu và đau khổ. Và trước bạn rất nhiều người gặp cái tình trạng như vậy. Nhưng một cái tin rất là vui là tôi chia sẻ với các bạn tác giả Jeff King. Ông ta đang nghiên cứu loài người của chúng ta 30% là những người thích về cảm xúc, tức là sự yêu thương hoặc là lo sợ một vấn gì vấn đề gì đó mà muốn né tránh. Thứ hai, 25% là thuộc nhóm logic, tức là cần dữ liệu để mà chứng minh người ta mới tin và 20% còn lại là thích cái sự phá cách sự hài hước nhẹ nhàng vậy khi các bạn cần truyền một cái thông điệp gì thì cái phần mở đầu các bạn nói khoảng độ một phút thôi nêu bật rõ cái cảm xúc yêu thương hoặc là cái nỗi đau mà người ta sẽ gặp phải có cái phần thân bài ra bao nhiêu cũng được các bạn hãy tìm những dữ liệu để chứng minh một cách logic cái cảm xúc đó hoặc là chứng minh những cái điều mà các bạn kêu gọi người ta cần phải thực hiện và phần cuối cùng cũng chỉ có khoảng độ một phút thôi các bạn nhé hãy tóm lại những cái điều mà các bạn đã nói và nhớ gắn thêm vào cái sự hài ước nhẹ nghe để cho người ta nhớ tới cái thông điệp của bạn việc này các bạn có thể áp dụng trong vấn đề là trình diễn văn rồi trong vấn đề video trong vấn đề marketing Tất cả những chuyện gì khi các bạn cần phải nói chuyện trước đám đông Hãy áp dụng các bạn nhé Để chúng ta không bao giờ trở thành tiến sĩ vừa gây mê Vừa gây tê Làm cho khán giả bị tê cứng Còn ta thì không được lợi ích gì cả Chúc các bạn thành công